Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp 88. Ngày hôm nay thì xe đạp 88 về một mẫu xe đạp đua của Giant, đó chính là mẫu xe đua Giant 0 Revo 0 của phiên bản 2022. Và cái xe này thì nó sở hữu cấu hình như nào, cũng như là cái mức giá của nó như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì cái mức giá này là của con Giant Revo 0 của phiên bản 2022 thì hãng đang niêm yết giá là hơn 42 triệu mọi người nhá. Hơn 42 triệu và với cái cấu hình này thì con này nó đã sở hữu là khung này nó vẫn sở hữu là khung nhôm mọi người nhé, khung ngô nhôm, nhưng mà nó được sở hữu rất là nhẹ nhàng. Ban đầu thì mình cứ tưởng là khung carbon cơ bởi vì cầm lên cái chiếc xe nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà con này là sở hữu khung nhôm mọi người nhé, nhôm. Đây mọi người có thể thấy là thương hiệu Giant, đây thương hiệu Giant, mã của nó là mã Revo, và mọi người có thể thấy là trên khung của nó ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy đây là Revo 0 và size này là size M mọi người nhé, size này là size M. Thì phuộc của nó thì là phuộc carbon mọi người nhá. Trên xe của nó thì con này là phuộc carbon, còn toàn bộ của nó thì là được sử dụng là nhôm hết. Ghi đông là ghi đông này, ghi đông cũng là ghi đông nhôm mọi người nhá. Và về phần chuyển số của nó thì sao? Chuyển số của nó thì con này được sở hữu là tay đề lắc Shimano GRX mọi người nhá, Shimano GRX. Có lẽ là nó sẽ đắt ở cái bộ chuyển động này này, Shimano GRX. Và về phần tăng tốc trước cũng vậy, phần tăng tốc trước con này thì cũng được sử dụng là Shimano GRX này. Đều được sử hữu là Shimano GRX mọi người nhá. Kết cấu của cụ đề rất là chắc chắn này. Về phần cụ đề sau cũng vậy. Đấy, cụ đề sau cũng được sở hữu là của Shimano GRX với 11 tầng lip mọi người nhá. Và xích này là xích của KMC. Xích này là xích của KMC. Đúng chưa? Xích này xích KMC cũng rất là chất lượng và tầng lip bạc, rất là đẹp nhá. Lip này là lip thải. Hai đĩa và 11 lip mọi người nhá. Về phần đùi đĩa của nó thì được sở hữu là đùi đĩa của Brasys. Đùi đĩa này là đùi đĩa đã là trục rỗng rồi mọi người nhé. Tiếp theo là mình sẽ đến với phanh của nó nhé mọi người nhé. Phanh của con này thì cũng được sở hữu là phanh dầu mọi người nhé, phanh đĩa dầu Shimano GRX mọi người nhé. Nên là con này đã sở hữu là ba món của GRX rồi, rất là chất lượng mọi người có thấy không ạ? Chủ yếu là nó sẽ đắt ở cái phần là phần bộ chuyển động của nó nhé mọi người nhé, đắt là phần bộ chuyển động. Ngoài ra thì cái lốp của con này đó là lốp Maxxis mọi người nhé, lốp Maxxis và size lốp là 700x40c mọi người thấy này. Đây là con xe đạp đua, đáng lẽ là mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái kết cấu là bánh 700, ví dụ như bánh 700x25 hoặc 700x28 thôi, nhưng con này nó là kết cấu là 700x40c và cái vân lốp của nó nhá lại còn có cái vân lốp giống như kiểu là dạng vân lốp của xe địa hình nữa. Nên mọi người thấy là cái điểm đặc biệt khác biệt ở trong thiết kế con này chính là ở phần lốp của nó. Ngoài cái bộ chuyển động ra thì nó còn khác biệt ở cái phần lốp của nó nữa mọi người nhá. Nó sẽ là lai giữa lốp địa hình và lốp lốp đua touring mọi người nhá. Đây, mình có thể quay lại một lần nữa về thiết kế của con xe này cho mọi người thấy. Về cái phần cốt cọc yên của nó thì cũng là tăng giảm. Nó cũng khá là gần gũi với lại những cái dòng cốt cọc yên khác mọi người nhá. Và nếu như mà mọi người muốn sở hữu con xe đạp này thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline của xe đạp 88 là 0964 005166 hoặc 0936 307 317 để được tư vấn và đặt hàng. Mọi người cũng có thể truy cập vào website để có thể thêm xem thêm cấu hình chi tiết của con này hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của xe đạp 88.